Trời ơi, tôi tập gym để cho đẹp trai, để cho mấy bạn fan thích tôi đúng không? Tại vì dạo gần đây mấy bạn xem video của tôi, mấy bạn không chịu nhấn like video, tôi buồn quá. Cho nên là bây giờ tôi phải tập gym để cho bạn nhấn like. Hãy nhấn vào nút like video này để Phong cần mau mau có được 6 múi nha bạn nha. Để Phong nhanh có được 6 múi nha các bạn, đúng không? Khùng quá à, nghĩ sao vậy? Không. Không à, vậy sao mày không thích Phong 6 múi à? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận Lực Sĩ Sâu Vui. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video Minecraft mới của mình. Và như các bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay về cái gì đúng không? Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục thí nghiệm Minecraft TikTok triệu view. Yeah, ok. Thì lần trước á, mình với Sammy đã cùng nhau làm một cái video reaction video TikTok Minecraft triệu view rồi. Thì video đó cực kỳ view cao luôn. Và mấy bạn nhấn nút like rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều đã cày view cho mình nha. Bắn tim nè, ok. Và hôm nay mình và Sammy lại tiếp tục làm thêm một video reaction và thí nghiệm Minecraft triệu view tiếp nữa đây. Và xem gì? Để xem coi mấy bạn có làm gọi là xem nhiều video này không, xem nhiều view không? Đúng đó, rồi, để được. Xem coi bạn có cày view, có nhấn nút like cho video này không nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video hay nào. Let's go. À mà quên nữa, trước khi vào video này, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe và đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của Sammy nữa nha các bạn. Ok, còn bây giờ bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft TikTok triệu view đầu tiên của chúng ta nha. Để xem coi video hôm nay nó sẽ hướng dẫn chúng ta làm gì nè. Hả sao? Cái gì nhìn bình thường nhưng mà triệu view? Triệu view đó, đừng đùa. Một cái video bình thường như thế này thôi, ở trên TikTok là triệu view nha bạn nha. Để mình xem thử nha, coi bạn này làm cái gì nè. Ok, bạn này đang sử dụng những cái quả TNT đặt ra thành một cái hình gì đó. Ừ, tôi cũng không biết cái hình này là hình gì nữa. Làm nổi mấy quả TNT này mà triệu view fake dễ sợ luôn à. Tôi không tin nha. Ơi, chắc chắn là nó phải có cái gì đó đặc biệt ở đây thì nó mới đạt được 1 triệu view, các bạn hiểu không? TNT nổ thì chỉ có nổ thôi, làm gì mới đặc biệt được. À, để xem thử nè, bây giờ bạn ấy sẽ sử dụng mấy cái cần gạt bỏ vô nè. Và sau đó sẽ làm gì đây? Đốt nó lên đúng không? Ok rồi, đốt mấy quả TNT lên nè. Từ từ xem hết đi bà ơi, bà khổ quá. Ok. Đó, thấy không? Nhìn nè, thấy không? Nó nổ ra hình trái tim kìa. Sammy dám xem thường người ta hả? Thấy không? Đừng bao giờ xem thường người khác các bạn à, thấy không? Trời ơi. Hình trái tim luôn. Hình trái tim luôn. Ở nhưng mà cái này làm được không ta? Tôi cũng chưa thử này bao giờ, tôi không biết có làm được không. Ủa, hay vậy? Ờ. Thì ra mà có thật không, từ từ. Không, tôi không biết nữa, tại vì tôi chưa thử cái này bao giờ hết trơn á. Cái gì mà trên mạng không bao giờ tin được. Đó, thấy không nè, bạn này chỉ dùng mấy quả TNT nổ thôi mà nó đã có thể tạo ra được một cái hình trái tim luôn rồi. Hơi bị xịn luôn. Bây giờ tôi sẽ thử làm cái hình trái tim này để tôi tặng cho Sammy nha bạn. Tôi tặng cho Sammy hình trái tim trong Minecraft. Sao không tặng tôi kim cương trái tim đi mà tao tặng này tôi này. Ủa thì cái này nó đặc biệt. Đúng không? Chứ giờ tôi lấy kim cương tôi tặng cho bà gì, kim cương có gì đâu đặc biệt. Kim cương đặc biệt hơn. Thấy không? Con người tham lam bạn ạ. À. Con người tham lam chỉ thích kim cương thôi chứ không thích cái gì hết. Trời ơi. Bây giờ tôi thích nhất mấy bạn nhấn like nha, ngang đầu này nha, nhấn like nha. Ok các bạn nhấn like video này nha thì Sammy sẽ thích nha các bạn. Được rồi, nhấn like nha. Rồi khoan từ, bây giờ nè, tôi với Sam cá nhau đi. Bây giờ á, nếu như mà Sammy đón đúng được á thì Sam sẽ được lấy hết tiền lương của tôi, còn nếu như mà tôi thắng thì tôi sẽ được giữ tiền lương của mình, được không? Được, được đúng không? Ok, được rồi. Vậy bây giờ nè, TNT nổ được hình trái tim, Sammy nghĩ là nó có làm được trong Minecraft không? Suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ kỹ đi. Tôi thắng cái là tôi có tiền không, đúng không? Ờ. Chắc chắn là bịp. Không làm được đâu. Không thể nào mà làm được, tại vì nó không thể nào mà hoàn hảo 100% như này được. Ok, được. Theo như mình á là chắc chắn là có thể nổ được hình trái tim như thế này. Bây giờ mình với Sam sẽ vào trong Minecraft làm thử để coi nó có làm được không nha. Nếu như làm được thì mình sẽ được giữ tiền lương, còn nếu như không làm được thì mình sẽ đưa hết tiền lương của mình cho Sam. Thua đi. Ok, vô thử nè, let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã vào trong Minecraft nè. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau test thử để coi nó có làm được thiệt không nha các bạn nha. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ cần phải lấy TNT đúng không? Để mình xem coi mình sẽ lấy TNT đâu ta? Đây redstone nè, từ trong video thì phải sử dụng redstone nè. Rồi TNT nè. Đó, ok, hình như là chỉ cần có mấy cái này thôi là được rồi nè.
Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải xếp cái TNT thành cái hình mà giống như là ở trong video thì mình đã xem rồi, thì mình đã biết cách xếp nha các bạn nha. Thì sẽ xếp như này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thôi mệt quá, tôi xếp xong rồi tôi sẽ bắt đầu tiếp nha các bạn, ok. Búng tay cái là xếp xong nè. Hey, rồi đó, mình đã xếp được y hệt như trong video nè các bạn ơi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần phải đặt mấy cái đá đỏ vào trong đây như thế này. Đó, ở trong video là mình sẽ đặt mấy cái đá đỏ lên trên mấy cái quả TNT như thế này để kết nối và nó lại với nhau. Trời, cái này gì chứ, mấy cái đá đỏ này là Phong là biết hết, chỉ có Sammy nước mới không biết thôi, hiểu không? Ủa, tôi biết là bậy chứ bộ, nói chuyện vô duyên rồi luôn hả? Ủa, ok rồi, xếp xong rồi nè. Và tiếp theo nữa, ở đây chúng ta sẽ để mấy cái đá đỏ ở đây và đặt cái cần gạt vào đây, sau đó để thêm cần gạt bên ngoài nữa. Và theo như trong video á, thì bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này, sau đó chúng ta gạt cái cần gạt này là sẽ được. Đó, bây giờ Sammy đã sẵn sàng xem thử chưa? Thua. Thua đúng không? Không thể nào mà y chang được. Được, được, vậy xem thử nha. Đây mấy bạn coi nè, ok, mình sẽ bấm cái này nè. Sau đó bấm cái này. Ok, nó sẽ nổ. Bùm. Ui. Xưa nay chưa từng thấy một nhà tù trái tim. Ui, lệch trái tim nè. Đâu lệch chứ kìa, đâu phải trái tim đâu, lệch nè. Hơi lệch xíu thôi, nhưng mà nó là cái hình trái tim mà. Nhưng mà nó vẫn hình trái tim mà, đúng không? Ok rồi, giờ làm lại thêm lần nữa nè. Để ra hình trái tim đẹp hơn cho Sam nè. Trời ơi, Sammy không chịu, đây là hình trái tim mày ơi. Các bạn thấy cái này là hình trái tim luôn. Nó chỉ hơi lệch xíu thôi đây. Nó chỉ hơi lệch xíu thôi, nhưng mà nó vẫn hình trái tim mà. Ok, làm lại nè các bạn. Ok, làm lại nha. Đây, bây giờ mình làm lại thêm một lần nữa để cho Sammy tâm phục khẩu phục nè bạn ơi. Chuẩn bị coi nè nha. Đây, bây giờ nhìn nè. Tiếp cho mình xem. Không có lệch, làm sao mà lệch được. Đây, xem nè nha. Ok, mình sẽ bật cái này lên. Và sau đó là bật cái này lên. Và nó sẽ nổ. Bùm, văng mấy quả TNT ra. Ủa, bùm. Ủa, hình trái tim mày nè. Nó còn lệch. Nó hơi lệch hơn cái lần trước coi, nhưng mà không thành công. Nó vẫn là hình trái tim. Ở trong video á là nó đẹp thiệt, nhưng mà cái đó, này nó cũng ra hình trái tim mà. Trái tim cái kiểu gì mà nó lệch không ra gì hết kìa. Bây giờ nó mất cái này kia thì tôi còn tin nữa không? Ok đây, thôi cái này á là mình nói, mình nói là đúng, còn Sammy nói là sai. Thì bây giờ cho mấy bạn fan comment đi. Nếu như bạn nào mà thấy là đúng á thì bạn hãy comment cho mình là không. Nếu bạn nào thấy đúng bạn like đi. Bạn nào thấy đúng video đúng á, bạn hãy like cái video này. Bạn like càng nhiều có nghĩa là nó càng đúng. Đúng không? Mấy bạn thấy sai hãy unsubscribe không cần. Không, khoan từ, có khi nào nó sai không ta? Nó sai là mấy bạn sẽ không subscribe cho mình, sẽ không like cho mình luôn á. Thôi, cái này mình nghĩ rằng là mình với Sammy là không ai có thể biết được nó đúng hay nó sai. Cho nên mình sẽ để cho bạn fan comment là cái này nó có giống hình trái tim không. Mình chỉ thấy nó hơi lệch chứ thôi, nhưng mà nó vẫn hình trái tim mà, đúng không? Thì bây giờ bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết đi. Nếu như bạn nào thấy đúng thì bạn hãy comment là team Phong Cận. Còn mấy bạn nào thấy sai hãy comment là team Sammy. Team Sammy mãi đến. Để coi có ai đúng nè. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với video Minecraft TikTok tiếp theo nha các bạn nha. Let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Minecraft TikTok tiếp theo nha. Thì chưa gì vào video á, tôi đã thấy có cái chữ Minecraft chích ở trên đây nè các bạn. Đó, một cái chích gì đó trong Minecraft. Chúng ta xem để coi nó là gì nha. Mẹo của Minecraft. Mẹo ở trong Minecraft. Ok, để xem coi nó là cái gì đây. Bạn ấy đang xếp những cái đường ray. Sau đó là xếp hình như là cái khối này là khối cát linh hồn ở trong Minecraft mọi người ạ. Và sau đó là có chuyện gì xảy ra nha. Làm gì vậy? Đừng có nói là chạy xe ở bên dưới nước nha. Wow, hay có hay thật hay. Không? Có thật không? Tôi không biết nó ở đâu, để mình xem lại coi. Xếp cát linh hồn ở bên dưới đất nè, sau đó bên dưới nước nè. Sau đó là để cái xe lên và nó chạy được ở trên nước luôn. Wow, hơi bị hay nha các bạn nha. Cái này hay à. Tôi thấy cái này xịn à. Chạy được ở trên nước luôn. Bây giờ Sammy thử đón coi là nó có làm được hay không. Bây giờ thử nha. Tôi nghĩ là không, tại vì cái này nó vô lý quá. Tại vì xe mỏ rất là nặng nên là tiếp xúc với nước nó sẽ chìm xuống. Chắc chắn không thể nào mà như thế này được. Chắc chưa? Chắc rồi đúng không? Còn tôi thì tôi đón rằng là nó sẽ chạy được nha các bạn nha. Để coi tôi với Sam ai đúng nha các bạn. Ok, vô game test thử nào, let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã vào trong Minecraft nè. Hơi nãy cái đầu tiên Sammy không chịu cho mình thắng. Bây giờ cái này chắc chắn mình thắng nè. Sammy bảo là không được đúng không?
không? Ok là không được. Bây giờ tôi làm thử cho Sam xem là chắc chắn là được nè. Đầu tiên á, chúng ta sẽ cần phải lấy chúng ta cái cát linh hồn nè. Tiếp theo nữa là lấy chúng ta cái xe mỏ nè. Với lại là cái đường ray nè. Đó, tôi sẽ lấy tôi thêm cái cần gạt. Rồi ok. Hình như ở trong video á là người ta đặt cái xe người ta cái đường ray ra trên đây như thế này đúng không? Ok, chắc chắn chưa? Đúng chưa? Rồi. Chuẩn rồi. Sau đó là người ta sẽ đào cái đường này ra và người ta sẽ để cái cát linh hồn vô. À đó, để vô. Đó, để vô nè, thấy không? À rồi, nói khi nào full luôn, thôi. Nhìn vô thấy hư cấu rồi, làm sao đi qua được trời? Chắc chắn là qua được. Sammy núp lắm bạn ơi, Sammy sao biết được. Ok, coi nè. Rồi tiếp theo nè là tôi sẽ lấy một cái cục gỗ tôi để này, tôi để cần gạt lên đó. Rồi. Và sau đó tôi sẽ để cái xe mỏ vô. Hình như trong video là phải để nhiều vô đó. Rồi ok. Gì trời? Bây giờ bắt đầu à, nó mà chạy qua bên sông được là tôi thắng nha. Nha. Ok. Rồi mấy bạn xem nha bạn, mấy bạn fan xem thử coi mình đúng hay mình thà hay mình thua nha. Mình thắng hay mình thua nha. Ok, ngồi lên nào. Và sau đó là bật cần gạt lên. Đó, thấy không? Thấy không? Thử đi qua được thấy không? Sammy tua rồi. Tôi không tin cho tôi qua thử coi. Đây tôi làm lại nè, đây để cái xe vô nè. Đó, Sammy biết làm rồi. Ok rồi đó, bây giờ Sammy ngồi đi. Không tin thì ngồi thử đi. Rồi. Rồi ok, sẽ gạt cần gạt nè. Gạt rồi. Đó thấy không? Ô! Đó. Nó chạy qua được kìa thấy không? Đó thấy không? Nó qua được mà. Đó, thấy gì chưa, sợ chưa hả? Trời ơi, bày đặt kia không làm được. Sao nó hư cấu vậy? Sao trong Minecraft vậy mới biết có cái này luôn á? Đúng hát like thật. Sammy sao biết được? Chỉ có những người chơi Minecraft lâu năm như tôi mới biết thôi. Sammy sao? Cái này ông mới xem clip, ông mới biết bày đặt. Tôi còn biết cái này hay hơn nè. Sam kêu mình mới xem clip mình mới biết đúng không? Được rồi. Sam coi nè, tôi làm cho nó chạy được mà không cần đường ray luôn, tin không? Cái gì? Chạy đâu không cần nước luôn. Không tin đúng không? Xem nè bạn, xem nè. Trời, cái này tôi thiệt, cái này tôi làm từ chắc là phải lúc tôi còn nhỏ xíu rồi tôi đã biết làm rồi luôn á mà. Sammy không tin tôi nè, coi nè. Cái lạ với người ta. Đây bây giờ nha, tôi sẽ để một cái cục gỗ vô nè. Sammy lé mắt luôn nè bạn, để cục gỗ vô bình thường nè. Sau đó để một cái đường ray vô nè, đó thấy không? Rồi bây giờ tôi sẽ để khỏi cần nhiều đường ray luôn, một hai cái đường ray thôi đủ rồi. Rồi tôi để xe mỏi nè, để càng nhiều càng tốt vô. Đó, sao tôi ngồi vô. Bây giờ Sammy có tin là nó chạy được mà không cần đường ray đúng không? Không. Nghĩ sao vậy? Nó chạy siêu chậm luôn, đúng không? Không tin đúng không? Rồi xem nè nha, bây giờ tôi thử cho Sam coi nè, chạy nè. Đó. Ủa? Lé mắt chưa? Cái gì vậy? Lé mắt chưa? Hả? Lé mắt chưa đó? Nó tự chạy luôn nè, thấy không? Ủa hay vậy? Nó tự chạy luôn, thấy không? Nè, nó chở theo cái con kiều luôn nè. Ê, cái con kiều nó bị né ở bên rồi. Chị không? Ồ. Ghê không? Sammy tin chưa? Sammy tin tôi chưa? Trời ơi, Sammy. Ê, này mới Sammy nha. Còn nướp lắm. Sammy sao mà bờ gồ như Phong được. Nè, coi lại lần nữa nè. Bây giờ Phong cho cái xe nó chở mấy con heo đi luôn nè. Chết, nhầm. Đi theo luôn nha. Đó, thấy không? Nó chạy vô nè, đó, để mấy heo đi nè. Ồ, dữ vậy. Ôi, mấy heo nặng quá. Không sao, cái xe gì? Mấy heo nặng quá bạn ơi. Đó, thấy không? Tin chưa? Tin chưa? Trời ơi, vậy là coi như là cái đầu tiên á là để cho bạn fan vote nè. Cái thứ hai là coi như tôi thắng một điều, không, 1-0 rồi nha bạn nghe, tôi thắng nha bạn. 1-0. Nè, tôi sắp được xài tiền lương rồi. Ok, đến với video TikTok tiếp theo nào. Let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft TikTok tiếp theo nha. Hồi nãy là Sammy sai đó, cái xe nó chạy được nha bạn nha. Hơi bị xịn luôn. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với Minecraft TikTok tiếp theo nè, để mình xem coi. Vừa vô video chúng ta có thể thấy đây là một nhân vật tên là Herobrine mọi người ạ. Thấy coi nhân vật này làm gì đây. Wow, nhân vật Herobrine này đi ở trên trời và bước đi tạo được kim cương luôn. Building of the trick Minecraft kìa, chờ mẹo vặt để build mà. Đó, hack cái mẹo để build. Để mình xem coi bạn này đã làm như thế nào để có thể tạo được cái bước đi đó. Đi đến chỗ nào là chỗ đó xuất hiện kim cương. Wow. Ảo gì. Đi đến chỗ nào là chỗ đó xuất hiện kim cương luôn. Ok. Vậy là cái này là phải sử dụng đến khối lệnh các bạn ạ. Đó bạn thấy không? Đi đến chỗ nào là kim cương xuất hiện chỗ đó nè các bạn. Đó. Mày ra có lệnh này xịn vậy ta, sao tôi không biết luôn. Ồ, xịn. Ok, bây giờ Sammy tôi đoán thử coi cái này có thể làm được trong Minecraft không? Theo tôi nghĩ á, lệnh thì chắc chắn sẽ có đấy. Tôi nghĩ là có.
Có đúng không? Đúng rồi. Tôi thì tôi cũng nghĩ là có các bạn à. Tại vì nói thẳng với bạn luôn là cái này tôi đã từng làm rồi. Tôi đã từng làm rồi. Ủa tôi không biết, không có chỉ tôi này đâu. Ủa thì tôi từng làm nhưng mà tại vì Sammy không thấy thôi. Bây giờ tôi sẽ vô tôi làm thử cho Sammy xem nè. Các bạn hãy cùng nhau xem thử mình làm theo cái video TikTok triệu view này nha các bạn nha. Ok, okay bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái thí nghiệm tiếp theo nha. Thì cái thí nghiệm này chính là đôi giày kim cương, đi đến đâu là kim cương hiện ra tới đó. Okay. Thì hồi nãy á, là Sammy kêu là Sammy tin là làm được thì đúng tôi rồi. Cũng tin các bạn à. Tại vì biết sao, tôi đã từng làm cái này rồi. Tại vì tôi chơi Minecraft lâu lắm rồi mà. Chắc là tin đến đây là tôi chơi Minecraft chứ không phải được... phải được 6-7 năm luôn rồi đó, đừng đùa. Đó, đầu tiên nè, chúng ta sẽ cần phải lấy chúng ta một cái khối command block nha các bạn nha. Đây, một cái khối command block đặt ra đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đến lệnh. Rồi, bây giờ mình đã ghi xong cái lệnh ra nè các bạn. Cái lệnh này nó hơi dài giọng xíu cho mình tua nhanh luôn cho các bạn xem cho nó nhanh, ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm là lặp lại nè, luôn hoạt động nè, xong. Đó, thấy ở dưới chân Phong nó có cục kim cương không? Ủa hay vậy? Thấy cục kim cương, bây giờ xa xem Phong nè, Phong di chuyển đến đâu thì kim cương xuất hiện đó nè. Đó, ghê chưa? Giàu có gì vậy? Ghê chưa? Sammy nhìn là Sammy lé mắt liền nè. Xịn không, xịn không, xịn không? À, bảo đảm luôn là Sammy thế nào mốt Sammy cũng sẽ hỏi tôi cái này để Sammy quay video nè. Nè khoan, từ con này hay hơn nè Sam. Rồi. Mình nhảy lên là xuất hiện dưới chân mình luôn nè. Ê. Đó, sau đó mình đi được trên không luôn. Đó. Wow, là nó không cho mình rớt luôn á. Đúng rồi, mình đi đến đâu rồi kim cương xuất hiện đó mà. Ông nhảy xuống một từ cái độ cao xuống này nó bị gì không? Không, mình không nhảy xuống được. Ủa sao vậy? Tại vì là mình đi đến đâu rồi kim cương xuất hiện đến đó, nó không cho mình rớt xuống luôn đó. Ồ. Nhưng mà các bạn thấy không, mình làm y hệt trong video nè, là mình đi đến đâu là kim cương xuất hiện đến đó nè bạn. À. Trời. Xịn chưa, xịn chưa? Ủa. Hay chơi chưa nè. Như vậy á, cái này á là tôi tin là nó làm được, Sammy cũng tin là làm được, cho nên là 2-1 nha các bạn nha. 2-1. Tôi vẫn thắng 1 điểm. Yes, sắp có tiền lương rồi. Mới điểm mà. Sắp có tiền lương rồi. Rồi mới điểm mà, thế nào lần sau tôi gửi cho mà xem. Vậy hả? Ok, nói chung là mấy bạn thấy cái này hay không mà nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha. Chứ cái này là mình thấy hơi bị hay luôn, cái này mình đã làm từ rất lâu rồi. Bây giờ lộn lên này rồi sao không xuống? Thì phải có một cái lệnh để mình gọi là dừng cái khói này thì mình mới xuống được đó. Ok, nhưng mà nói chung là mình vẫn có thể đi đến đâu là kim cương xuất hiện đến đó. Quá là đã luôn. Không chỉ vậy đâu nha các bạn, mình còn biết một cái lệnh có thể giúp cho mình đi đến đâu là lửa cháy tới đó nè. Đó, thấy không? Lửa cháy nè, xịn chưa? Mất luôn nha, mất lắm luôn không? Đúng rồi, mình đi đến đâu là lửa cháy tới đó luôn, hơi bị xịn luôn. Cái này là đúng bảo luôn á Phong. Đó, hơi bị xịn luôn, trời ơi. Tôi thấy sợ lắm bây giờ ông. Sammy thấy Phong giỏi không? Thấy Phong giỏi làm mấy cái này không? Ghê không? Sao mình có thể làm lửa được ta? Đi đến đâu lửa cháy? Đi xuống nước coi coi, để mình đi xuống nước coi có cháy được không nha. Ui, được luôn. Wow. Trời ơi, gì hơi cầu dưới nước mà cũng cháy được hả? Mình xuống dưới nước lửa cũng cháy được mẹ ơi, nhưng mà nó cũng nhanh bị dập tắt lắm. Tại vì dưới nước nó có nước nè. Nhưng mà lửa dưới nước là ghê lắm rồi. Ghê không? Đó, trời ơi. Cái gì chứ riêng về đá đỏ thì Phong là gọi là giỏi nhất ở trong Hero Team mọi bạn ạ. Nhưng mà mình biết là ở ngoài kia cũng có rất là nhiều bạn giỏi về đá đỏ hơn mình nữa. Thì bạn nào còn biết những cái nào lệnh nào hay hơn nữa, nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok. À mà khoan từ, nếu mà Sam đứng yên một chỗ á là nó sẽ chìm Sam xuống dưới tận lòng đất luôn á. Coi nè. Đó. Ê, có chìm xuống được không? Xuống bedrock không? Đúng rồi, xuống dưới bedrock luôn á. Để xem coi. À, coi nè, rơi ra ngoài thế giới luôn nè. Đâu? Đó, rơi ra ngoài thế giới luôn, ghê chưa? Cái này là nguy hiểm quá hả? Quá là xịn luôn bạn ơi. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với video TikTok tiếp theo nào. Let's go. 2-1. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thí nghiệm đến cái thí nghiệm Minecraft TikTok triệu view tiếp theo nha các bạn nha. Rồi, Sammy sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu tiếp nha. Rồi, ok, từ nãy giờ là tôi là tạo cho Sam rất là nhiều bất ngờ luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái tiếp theo là gì đây. Tiếp theo thấy là có một cái bạn này đang để một cái bít tông và một cái tơ nhện. Sau đó để những cái khối cát lên trên thì phải. Đó, đặt thật là nhiều khối cát lên trên. Ok, rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra nha. Làm gì ta? Là nó tạo thêm một cái đường đi luôn. À, là có nghĩa là cái bít tông này nó sẽ tạo ra được một cái đường đi bằng cát như thế này nè bạn. Đó, nè, nó giống như là một cái cây súng vậy bạn. Đó, nó bắn ra được mấy cục cát dài ra ngoài luôn nè. Xịn. Để tôi xem lại thêm một lần nữa coi. Để mấy cục cát nè, sau đó là bấm vô cái bít tông hả? Đúng rồi. Đó, và sau đó cục cát nó sẽ văng dài ra ngoài kia luôn.
Ồ, ok. Cái này Sammy nghĩ là có làm được hay không? Tôi nghĩ thì nó lại không. Tại vì đơn giản nha, tôi nghĩ sao có thể một cái bích tông mày mà sao có thể bắn ra nó văng xa như vậy được. Mấy bạn ơi, cái bích tông nó chỉ bắn được một lắc thôi, chắc chắn luôn. Đúng không? Theo một lý là đúng không? Tôi thì tôi nghĩ là nó làm được các bạn ạ. Còn Sammy thì Sammy nghĩ là không làm được đúng không? Tại bích tông nó bắn chỉ một lắc thôi bạn. Tôi cũng hay dùng bích tông các bạn. Trời ơi, vậy là Sammy sai nha. Tính ra Minecraft là một cái tựa game sáng tạo, cho nên là nó có rất là nhiều thứ có thể làm được mà mình không ngờ tới đâu. Tôi không tin. Không tin đúng không? Beep boy. Được rồi, không tin. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nha bạn, ok? Let's go. Yes. Lại tiếp tục là một màn thi đấu tiếp theo của Phong và Sam. Để coi liệu rằng nó có làm được ở trong Minecraft hay không. Hồi nãy là Sam bảo là gì không làm được đúng không? Không được. Ok, còn tôi bảo là làm được. Bây giờ mình test thử nha các bạn nha. Theo như ở trong video thì chúng ta thấy là người này đang sử dụng một cái bít tông nè, một cái cần gạt nè, và sau đó là sử dụng thêm cái gì ta, khối mạng nhện, ok, mạng nhện nè, và cát nè, ok. Rồi Sammy coi nha. Rồi thì đầu tiên nè là người đó đặt một cái bít tông vào đây như thế này đúng không, sau đó là để cái mạng nhện vô nè và để một cái cần gạt đằng sau, sau đó là người ta để cát lên trên đây đúng không, nhiều cát lên đúng không, ok. Sao? Rồi để nhiều cát vô nè. Thật ra cái này mình cũng chưa thử bao giờ các bạn ạ. Mình cũng không biết nó có làm được hay không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ làm được các bạn ạ. Không thể nào được. Được, tôi tin là làm được. Nó trick đây, nó lừa đây. Để xem coi. Ok, tôi để lên tới mây luôn. Trên tầng mây luôn. Đó, rồi ok, sau đó là đi xuống dưới đây. Và người đó đã đập cái block ở đây. Đập đi. Rồi, sau đó là gạt con gạt. Ủa? Thấy chưa? Làm lại thêm một lần nữa. Nó xạo đi cho tôi, nó xạo rồi. Từ làm lại em lần nữa. Tôi không tin, tôi nghĩ là làm được. Tôi nghĩ là làm được. Đừng có liêu liêu, đừng có liêu liêu. Từ từ, bạn bình tĩnh, bạn bình tĩnh. Bạn từ từ. Sao tin được? Cái bạn bình tĩnh, bạn cứ bình tĩnh. Để mình làm lại thêm một lần nữa. Bạn phải từ từ, bạn hiểu không? Đây, làm lại thêm lần nữa nè. Tôi nghĩ là làm được các bạn. Lâu tí đánh ra thử coi. Tại trong video hơi lâu mà. Ok. Rồi làm ngắn thôi, được rồi. Dài ra, phải dài ra, đúng không? Không làm dài luôn à. Dài cũng thất bại thôi chứ cần gì làm dài. Trời ơi. Ok. Thất bại rồi. Bạn cứ nói mình thất bại đi rồi bạn xem nè. Ok rồi, sau đó đập đi nè. Đó, tôi sẽ để cho cát nó rơi xuống càng nhiều hơn. Đó, cát nó đang rơi xuống càng lúc càng nhiều bạn ơi. Rồi. Đó. Rồi sau đó. Gạt con gạt. Không có thật, thấy chưa? Ủa là cái này là mình làm sai hay là nó không có thật ta? Cái này không thể có thật được. Tôi nhìn là tôi biết trick mà tay. Nó chỉ đầy được một lắc thôi. Hai điều rồi. Trời ơi, cay quá. Ok, vậy là cái này làm không được các bạn nha. Sao? Vẫn còn một clip nữa. Mình sẽ xem clip cuối cùng. Nếu như mình thắng, mình vẫn sẽ được giữ tiền lương. Cố lên Phong ơi. Mấy bạn fan hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho mình đi nào. Sam giữ tiền lương của Phong cần đó. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái video Minecraft triệu view cuối cùng nha bạn nha. Để xem coi cái video này sẽ hướng dẫn chúng ta làm gì đây. Ok, để mình xem thử nha. Thì đây là một cái video một bạn này đang nấu mấy cục vàng lên. Ok, nấu mấy cục vàng lên. Có gì đâu trời. Và sau đó là lấy cục sắt ra. Ủa sao bỏ quả táo vô nấu rồi sao? Ủa là sao? Sao nấu được? Ủa? Ủa? Sao mà... Ủa sao kỳ vậy? Sao mà mình nấu quả táo thành quả táo vàng được luôn vậy? Cái gì vậy trời? Ủa? Hình như có gì đó hơi sai sai nha. Để mình xem tiếp coi. Sau đó lấy quả táo vàng ra nè. Để một cái bàn chế tạo. Và sau đó để mấy cục vàng vào bên trong. Để một cái viên ngọc lục bảo vào. Ủa? Và sau đó bỏ quả táo vàng vào là chế tạo được một cái. Ủa tôi nhớ cái cây gậy. Ủa? Này đâu có phải tạo này đâu. Cái gậy trường sinh này đâu có tạo được cái này đâu trời. Tôi nhớ cái vật tổ trường sinh này là không tạo được mà ta. Cái vật tổ trường sinh này là đâu có chế tạo được đâu. Ảo vậy nha. Hình như có gì đó hơi ảo ở đây các bạn à. Mình nghĩ là có gì đó hơi ảo ở đây đó. Chắc chắn là không làm được rồi nè. Ok, để mình xem lại thử một lần nữa coi. Người ta làm được nè. Lấy quả táo vàng bỏ vô. Chắc chắn là có mod hay là chỉnh sửa gì đó chứ tôi nghĩ là không làm được đâu. Hoặc là cái này là cái cách chế tạo mà mình chưa biết á. Nhưng nó có vậy hay sao? Hay như bộ. Vậy thì bây giờ Sammy nghĩ thử coi là cái này có làm được hay không? Tôi nghĩ sẽ làm được. Sammy nghĩ là làm được. Tại vì nó chế tạo kìa. Chứ bây giờ trời ơi.
Sammy nước quá mấy bạn ơi, Sammy nước quá, có vậy mà cũng không biết nữa. Đây là những video mà người ta đã có chỉnh sửa qua rồi, người ta đã có cài mod hoặc là cái gì đó rồi. Chứ làm sao mà làm được? Nó chế tạo rành rành cho tôi mà tôi thấy bằng hai mắt nè. Nói đùa gì bây giờ? Ok, cho làm đi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau vào làm thử để coi coi có làm được thiệt không nha các bạn nha. Được chắc luôn. Sammy thua chắc rồi, Sammy thua chắc rồi. Tôi thắng rồi. Ok, thử thôi, let's go. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giây phút quyết định. Liệu rằng Phong Cận sẽ giữ được tiền lương hay là mất hết tiền lương đây? Ok, Sammy nãy bảo là gì? Không làm được đúng không? Ủa, làm được mà. À, làm được, làm được. Còn tôi bảo là không làm được nha bạn nha. Ok, để xem coi ai đúng ai sai đây, hai điều rồi. Biết lần này sao tôi chọn làm được không? Sao? Tại vì lần trước tôi chọn không làm được, bây giờ chọn làm được. Đó, mình phải theo tính của bạn. Okay. Được rồi, vậy thì bây giờ nè, mấy bạn xem nè, Sammy bảo rằng á là ở trong Minecraft có thể chế tạo được cái vật tổ trường sinh này. Đây, cái này á, theo như mình biết á, là nó là một vật phẩm không thể chế tạo được nha các bạn nha. Chỉ có thể đi nhặt được thôi. Tại mà sao? Sammy thôi, Sammy thua rồi. Đây, Sammy coi không nè. Ok, đầu tiên ở trong video thì người ta sẽ sử dụng một cục ngọc lục bảo nè, một cục than nè, bốn quặng sắt nè, ok, và một quả táo táo. Okay. Ok, riêng về cái việc mà lấy quả táo bỏ vô lò nướng mà trở thành táo vàng là sai bét rồi. Sai bét. Cái này là phiên bản mới nhất, thế này nên thế nào cũng làm được hết trơn. Ok, Sammy thua rồi các bạn ơi. Đây, lấy cái lò nè. Ok, để cái lò nướng ra. Sau đó là bây giờ Sammy coi nha, tôi làm y hệt ở trong video rồi, nha. Tôi bắn mắt ra nè. Ok, bắn mắt đây mà nhìn nè. Ok, bấm vô nè. Tôi sẽ bỏ than vô trước, trong video bỏ than vô trước đúng không? Bỏ than vô nè, sau đó bỏ vàng vô nè. Ok. Bây giờ chờ nó nung ra được ba cục vàng đúng không? Đúng rồi. Ok, ok, Sammy thua rồi các bạn ơi. Đây. Đây, rồi coi nè. Một cục nè. Một cục. Hai cục nè. Rồi ok. Đây cục cuối cùng. Cục cuối cùng. Và mình sẽ thắng. Vậy hai. Rồi. Ba cục nè, rồi ok, bây giờ bỏ quả táo vàng vô đúng không? Đúng rồi. Nè, bỏ vô không được, thấy không? Bỏ quả táo vô không được nè, thấy không? Bỏ vô. Bỏ vô thử đi, đâu được đâu. Hay bỏ vô đây. Thấy không? Đó, bỏ vô được rồi kìa. Ủa, tào lao, làm sao mà được nè, nhìn nãy đâu có được gì đâu, thấy không? Ủa. Đó là Sammy thua rồi, khoan từ. Sammy không tâm phục khẩu phục, tôi sẽ làm cho Sammy coi đây. Giờ lấy táo vàng vô. Lấy táo vàng thiệt luôn không? Đây, lấy táo vàng thiệt luôn nào. Ok, rồi tôi lấy thêm các bạn chế tạo. Rồi, để các bạn chế tạo ra. Hồi nãy trong video làm như thế nào? Để ba cục kim cương thế này, sau đó để cái này vô đây đúng không? Ok. Rồi bây giờ để quả táo vàng vô là nó thành cái vật tổ trường sinh đúng không? Đúng rồi. Rồi chuẩn bị nha các bạn, chuẩn bị coi nha, mình bỏ vô mà nó ra được vật tổ trường sinh là Sammy thắng. Nope. Thấy chưa? Làm sao mà làm được? Trời, làm sao mà làm được? Sammy thua rồi. Sammy thua rồi. Không được đâu bạn ơi. Bởi vì sao? Vật tổ trường sinh là chỉ có thể đi nhặt được thôi. Đi đánh nhau với lại gọi là mấy con gì ta? Mấy con gì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà ở trong Minecraft thì phải đánh nhau mới nhặt được. Chứ làm sao mà thể chế tạo được? Sammy thua rồi. Vậy là tiền lương đã thuộc về mình. Ok bạn ơi, và coi như video ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã cùng nhau reaction xong những video TikTok Minecraft triệu view và đã thí nghiệm thử rồi. Thì như bạn thấy thì tôi đã thắng bởi vì tôi là một người có kinh nghiệm. Tôi là một người có kinh nghiệm ở trong Minecraft, tôi đã chơi Minecraft rất là nhiều rồi. May thôi hả? Đúng rồi. À, vậy lần sau chúng ta đấu tiếp không? Rồi, lần sau mà có thử thách này tôi thắng chắc luôn. Ok, vậy thì nếu như bạn nào muốn mình với Sammy sẽ đấu tiếp với nhau á thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới và hãy nhấn vào nút like cái video này. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm đến tập tiếp theo nha các bạn nha, để coi coi mình với Sam ai sẽ thắng nè. Mấy bạn hãy like đi để cho giúp cho Sam phục thù nào. Ok. Rồi, like nhiều vô tôi còn đánh chảo ngày nữa, tôi tức quá à. Tức quá đúng không? Ok rồi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Tạm biệt.